Sáng ngày 9 tháng 3, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre phối hợp chi đoàn kiểm toán nhà nước khu vực chính tổ chức chương trình tiếp sức đến trường. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dược khó học tốt. Chương trình Tiếp sức đến trường là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 và triển khai tháng thanh niên năm 2023 của Ban chấp hành chi đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt việc thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tiếp sức để các em có thêm điều kiện học tập